Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã thông qua dự luật tăng thuế do Bộ Tài chính đề xuất, trong đó áp dụng mức thuế thu nhập lũy tiến bổ sung đối với những người có thu nhập trên 2,4 triệu rúp, tương đương 27.100 đô la Mỹ mỗi năm, tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20% lên 25%, đồng thời tăng thuế khai thác khoáng sản đối với các nhà sản xuất phân bón và quặng sắt. Việc tăng thuế chủ yếu nhắm vào các doanh nghiệp lớn và cá nhân giàu có, ước tính có thể giúp tăng thêm 30 tỷ đô la Mỹ vào nguồn thu ngân sách năm tới. Sau khi Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển tới Thượng viện thông qua và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành.